California, Hồng Tứ Đoàn Trọng xin thân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua Thế Giới Chuyển Động và Good Morning Hồng Tứ. Chào buổi sáng tới anh Đoàn Trọng và xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và như thường lệ thì trước khi chúng ta đi đến những sự kiện diễn ra trong ngày hôm nay là thứ ba, 26 tháng 1, thì cho Hồng Tứ xin được phép gửi đến cho quý vị bản tin dự báo thời tiết trong ngày. Ngày hôm nay thì một vài những thành phố ngay tại miền Nam California, thành phố lân cận với khu vực Garden Grove, ban ngày nhiệt độ cao nhất ở khoảng 57 độ F là 14 độ C, còn ban đêm thì nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 39 độ F là 4 độ C. Ngày hôm nay trời sẽ có nhiều nắng. Đi đến miền Bắc của California, những khu vực lân cận với thành phố San Jose, trong ngày hôm nay thì ban ngày nhiệt độ cao nhất ở khoảng 54 độ F là 12 độ C. Còn ban đêm thì nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 34 độ F là 1 độ C. Hôm nay trời sẽ có mưa. Có thể nói mà hồi nhỏ tôi có coi một cuốn phim là Mấy Ai Học Được Chữ Ngờ, gọi cái tên Pháp là Emperor V. Tôi cứ nghĩ rằng cuộc đời làm gì mà có những cái biến động mà có thể nói mà không thể tin tưởng được như ngày hôm nay. Tôi có thể nói cuộc đời của tôi cũng lớn, trải qua nhiều cái giai đoạn khởi sự, đi từ chiến tranh Việt Nam, tôi cũng đã làm việc ở bên Việt Nam, tôi cũng đã nằm ở những cái nơi phi trường này, phi trường nọ, chở máy bay để đi vào những cái dịp Tết. Nhưng chưa bao giờ rồi đến sau này qua, sau năm 75 cũng là một cái giai đoạn thử thách. Rồi đến đi qua ngoại quốc, đi học, đi về làm ở Hồng Kông, cũng giống như ở tại mà Mỹ này, đi cũng nhiều quốc gia. Chưa bao giờ tôi thấy cái không khí chờ đón ngày Tết như năm nay tại Hoa Kỳ, nơi mà có thể nói cái cuộc sống được đánh giá là cao ấy. Thì tôi nghĩ rằng có thể nói nếu chúng ta không chuẩn bị cho bây giờ thì có thể ngày mai nó sẽ rất là nguy hiểm. Không ai ngờ được cái cảnh mà chờ đón Tết ở tại Hoa Kỳ nó như vậy. Thì Hồng Tứ thấy rõ ràng hôm nay đi làm Hồng Tứ thấy cũng rất là giá lạnh, thấy không? Dạ đúng. Mà càng ngày càng tin buồn đến rất nhiều. Tôi lâu lâu bắt lên điện thoại, người này bị mất rồi anh Trọng ơi, người này bị mất rồi, mà cứ tiếp tục những người thân cứ bị như vậy. Đã đến lúc chúng ta nghĩ rằng cộng đồng người Việt chúng ta nên bỏ qua cái chuyện cũ. Đến bây giờ tôi mở ra tôi vẫn thấy cứ tối ngày cứ chửi nhau về những cái chuyện đâu vào đâu hết trơn trọi. Cả một cái quá khứ bi thương bi thảm đến người Việt mình chúng ta không để ý đến, mà cứ như vậy hoài, rút cuộc lại chúng ta lần lượt chia tay nhau. Một cách có thể nói có nhiều người hiện nay nằm chết mà không được rờ tay con cháu nữa. Cả một cái điều có thể nói rất là tệ hại. Đó là một cái sự việc mà sáng nay Thế Giới Chuyển Động của chúng tôi gửi đến quý vị trước khi chúng ta đang chuẩn bị để đón một cái năm mới đến. Và bây giờ thì quý vị cùng với Hồng Tứ qua khí hậu và thời tiết. Thưa quý vị, giống như lúc nãy Hồng Tứ cũng đã nói về khí hậu thời tiết thì đặc biệt chúng ta lưu ý ở ngay tại miền Bắc California. Tất cả những ngày còn lại ở trong tuần trời sẽ có mưa, cho nên việc quý vị chạy xe chúng ta cũng nên cẩn thận. Tuy nhiên giống như anh Đoàn Trọng chia sẻ, trong những ngày gần đây thì chúng ta thấy con số trong đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục gia tăng. Nhưng ngày hôm nay thì tiểu bang California có thể gọi là một tin khá lạc quan khi California đã bắt đầu dỡ bỏ lệnh trú ẩn tại nhà theo khu vực khi bệnh nhân cần phòng chăm sóc đặc biệt ICU đã có dấu hiệu giảm xuống. Kính thưa quý vị, có thể nói ngày hôm qua, Thống đốc Gavin Newsom đã đưa ra một cái lệnh mới, nhưng tùy thuộc vào cái địa phương của quý vị. Người ta gọi cái chữ là purple tier là cái vấn đề, cái chữ đó nó dịch làm sao Hồng Tứ ha? Thưa quý vị, với vấn đề này thì Thống đốc của tiểu bang California, ông Gavin Newsom sẽ dựa theo số lượng cũng như là số phòng của ICU còn lại. Nếu như mà con số này quá thấp, có nghĩa là họ sử dụng giường bệnh ICU chăm sóc đặc biệt quá nhiều, thì những khu vực này vẫn sẽ còn nằm ở trong lệnh tạm trú. Và tạm thời thì họ sẽ chia ra làm 4 cấp bậc, trong đó những khu vực nào nằm trong cái khu vực là màu tím. Như vậy thì có 4 cái cấp bậc tất cả. Dạ đúng. Cái cấp bậc mà bây giờ hiện nay đầu tiên là cái cấp bậc gì là nặng nhất? Thưa quý vị, hiện tại theo Hồng Tứ được biết đó là màu tím là nặng nhất, có nghĩa là những khu vực nằm trong màu tím vẫn chưa được dỡ bỏ vết lệnh này. Như vậy thì lệnh này được áp dụng cho các vùng California ở phía Nam, vùng thung lũng San Joaquin và vùng vịnh là nơi sinh sống của hơn 90% dân số của tiểu bang California, gồm có tới 39 triệu người tất cả. Như vậy thì theo Bộ Y tế của California thì họ dự kiến rằng là 4 cái tuần của ICU cho những cái khu vực cho thấy có đủ khả năng để dỡ bỏ cái lệnh cấm này hay không? Thưa quý vị, hiện tại thông tin rất lạc quan cho thấy rằng theo Bộ Y tế Công cộng California, dự kiến 4 tuần tới của ICU cho những khu vực này có thấy rằng những khu vực này đủ khả năng để dỡ bỏ lệnh cấm. Tất cả 58 quận hiện trở lại hệ thống dựa trên cấp của tiểu bang, mỗi quận đặt vào một trong 4 cấp dựa theo màu cho biết các hoạt động và doanh nghiệp nào được phép, được mở lại cũng như là tỷ lệ trường hợp lây nhiễm tại địa phương và mức độ dương tính của việc xét nghiệm.
Như vậy thì tất cả những cái cơ sở đã bị đóng, cơ sở kinh doanh, vấn đề mà ăn uống ở ngoài trời, gồm có nhà hàng, rạp chiếu phim, nơi thờ cúng, cũng giống như cái các nơi mà gọi là để hành xử cái quyền tôn giáo của họ, thì tất cả những sự việc đó nó bị hạn chế và dỡ bỏ như thế nào? Thưa quý vị, hiện tại thì phần lớn các quận thuộc cấp nghiêm ngặt nhất, tức là màu tím, thì hầu hết các cơ sở kinh doanh trong nhà vẫn phải đóng cửa, nhưng nhiều cơ sở kinh doanh có thể tiếp tục mở cửa ở ngoài trời, bao gồm có nhà hàng, rạp chiếu phim, nơi thờ cúng và các hoạt động giải trí gia đình như là sân golf mini. Các sửa đổi cũng sẽ bao gồm giới hạn công suất và việc sử dụng khẩu trang ngay tại những địa điểm này. Các dịch vụ chăm sóc cá nhân chẳng hạn như là tiệm làm tóc, tiệm làm móng tay, tiệm xăm và tiệm xỏ khuyên có thể mở trong nhà với những yêu cầu nghiêm ngặt. Các doanh nghiệp bán lẻ bị giới hạn ở 25% công suất. Ồ, như vậy thì tất cả các cái cơ sở như là tiệm hớt tóc, tiệm làm móng tay có hy vọng là mở cửa trở lại, nhưng với điều kiện là phải control, kiểm soát cái số lượng Dạ người và đúng. giảm bớt cái công suất của người đi vào hay ra. Đó là một cái tin mừng đặc biệt cho cộng đồng người Việt chúng ta. Chắc là quý vị biết nghề neo là một trong những cái nghề mà hiện nay có thể mang lại cái lợi tức cho người, tất cả những người mà chúng ta đang hành nghề đó. Thế thì tuy nhiên là bao giờ thì có hiệu lực cái công việc này? Thưa quý vị, giống như lúc nãy chúng ta cũng đã biết là dựa theo từng cấp bậc, có nghĩa là bốn màu khác nhau. Khi nào nói riêng về quận cam vẫn đang nằm ở trong khu vực màu tím, thì khi nào mà giường bệnh ICU trong vòng 4 tháng tới họ cảm thấy là số người cần đến giường chăm sóc đặc biệt giảm xuống thì quận cam sẽ bắt đầu được mở cửa. Vậy thì những cái dự báo năng lực của ICU hiện tại thì họ dựa trên bốn yếu tố khác nhau, bao gồm có ước tính hiện tại là hiện có, thước đo mức độ lây truyền hiện tại của cộng đồng ngay tại khu vực đó, tỷ lệ trường hợp khu vực hiện tại và tỷ lệ trường hợp ICU được tiếp nhận. Một cái điều mà chắc là Hồng Tứ có thể là quan tâm và Hồng Tứ hiểu nhiều, đó là vấn đề giáo dục, vấn đề trường học. Thì hiện nay tất cả các phương tiện đó nó phải diễn ra như thế nào, từ cả các trường đại học cho đến những cái trường mẫu giáo? Thưa quý vị, khi chúng ta nói về vấn đề trường học thì những ngôi trường nào nằm trong khu vực màu tím thì chỉ được cung cấp chương trình học từ xa, có nghĩa là tất cả học sinh phải ở nhà và học qua hệ thống online và có thể mở lại trực tiếp giảng dạy sau khi một quận đã ở trong màu đỏ ít nhất là 2 tuần, có nghĩa là từ màu tím chuyển xuống màu đỏ và phải giữ cái mức màu đỏ này trong vòng 2 tuần thì trường học mới được mở cửa. Bây giờ nói tóm lại tất cả các sự kiện mà Hồng Tứ đã đưa ra sáng nay cho khán thính giả của Thế giới chuyển động của chúng ta hiểu được, thế thì dựa vào cái thời gian bao lâu, mấy tuần nữa thì chúng ta có thể thấy được những cái kết quả và thay đổi về cái chương trình gọi là lưu trú tại nhà của tiểu bang California? Thưa quý vị, theo các quan chức cho biết rằng các dự báo của tiểu bang cho thấy trong vòng 4 tuần nữa, công suất ở ICU, có nghĩa là giường chăm sóc đặc biệt ở vùng vịnh, sẽ lên tới 25%. Và ở ngay vùng Nam California cũng như là thung lũng San Joaquin sẽ lần lượt tăng lên là 33,3% và 22,3%. Vậy là khoảng một tháng tới đây thì chúng ta sẽ thấy hy vọng là với con số người nhập viện cũng như là người bị lây nhiễm giảm xuống thì hy vọng chúng ta sẽ được mở cửa trở lại. Ngày hôm qua sau khi nhận được tin của thống đốc Gavin Newsom dỡ bỏ cái lệnh lưu trú tại nhà thì tôi có điện thoại đến hai ông thị trưởng Steve John của thành phố Garden Grove cũng giống như ông Tạ Đức Trí của thành phố Westminster để hỏi thăm tất cả những cái sự kiện liên quan đến vấn đề những sinh hoạt ngoài trời mà có thể nói theo cái truyền thống văn hóa Việt Nam vào ngày Tết, thì liệu cái tất cả những cái sinh hoạt đó như thế nào, và trên cái điều kiện căn bản là chúng ta phải giữ làm sao cho đừng có lây lan bệnh dịch, vì hiện nay có thể nói là dịch đang ở vào một cái thời kỳ cao điểm, và đến bây giờ thì chúng tôi chưa có cái câu trả lời của hai ông thị trưởng. Hy vọng là chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với quý vị để cho người dân trong cái thành phố quan trọng của người Việt chúng ta hiểu được tất cả những gì mà chúng ta cần phải thi hành trong thời gian tới đây. Kính thưa quý vị, đó là chuyện của California. Bây giờ thì quý vị cùng với Hồng Tứ và chúng tôi trở lên Washington DC. Điều mà sáng nay chúng tôi phải trình bày với quý vị, việc trước tiên là chúng ta nói đến gọi là cái coronavirus, bây giờ hiện nay cái vaccine như thế nào. Thì tất cả những cái điều mà chúng ta thấy Tổng thống Joe Biden, ông cho biết là hy vọng quốc gia của chúng ta sẽ có thể sử dụng 1.5 triệu vaccine mỗi ngày. Và ông đã sử dụng một cái số nhân lực rất lớn của Bộ Quốc phòng, và có thể nói có thể lên tới 10.000 người lính của vệ binh quốc gia hoặc là trong lực lượng quốc phòng có thể được giúp để yểm trợ cho tất cả các chương trình gọi là tiêm chủng. Và một cái chuyên gia cho biết rằng các hoạt động hàng ngày có thể nói đã bị nguy hiểm, thì hy vọng chúng ta có thể tránh khỏi được trong thời gian tới đây. Một vài sự kiện mà sáng nay Thế giới chuyển động của chúng tôi gửi đến, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Đây cũng là sản
sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua thế giới chuyển động của một tin mừng đến với tân nội các của Tổng thống Joe Biden, đó là bà một trong những người chắc bà Hồng Tư biết phụ nữ bà phụ nữ này một Janet trong Yellen. Janet Yellen là một trong những người nổi tiếng. Bà đã được Thượng viện chấp thuận vào cái chức là Bộ trưởng Bộ Ngân khố và Tài chánh. Đây là một có thể nói là người nắm đầu về tất cả các quyền lực về kinh tế. Kính thưa quý vị, đó là chuyện của coronavirus và nội các của tân Tổng thống. Bây giờ đến Nhà Trắng thì Hồng Tứ thấy có những cái dự gì thay đổi và hoạt động của Nhà Trắng như thế nào? Thưa quý vị, quay trở lại với Tòa Bạch Ốc thì hiện tại Tổng thống Joe Biden đã thực hiện tổng cộng là 33 hành động điều hành trong 6 ngày đầu tiên ông nắm quyền. Một trong số này là nhằm thúc đẩy các sáng kiến để kích thích kinh tế, hỗ trợ cho những người chưa nhận được tiền hoặc đang chờ thất nghiệp hoặc hỗ trợ cho việc nhà ở. Bên cạnh đó, giống như anh Đoàn Trọng cũng vừa chia sẻ, bà Janet Yellen đã chính thức được xác nhận là người phụ nữ đầu tiên trở thành Bộ trưởng Bộ Ngân khố và chính quyền cho biết họ sẽ có thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu tại tất cả các cuộc họp tin tức của Tòa Bạch Ốc để giúp cho những người khiếm thính có thể theo dõi. Trong khi đó, thì Thượng viện cuối cùng cũng đang tiến tới một thỏa thuận chia sẻ quyền lực. Bây giờ thì Thượng viện với con số là 50-50 có thể chính thức tổ chức để đảng Dân Chủ có thể nắm quyền kiểm soát ở các ủy ban chủ chốt. Trước khi chúng ta đi đến vấn đề y tế, vấn đề sức khỏe cho Tổng thống của Hoa Kỳ, đó là ông Joe Biden, thì chúng ta trở lại một trong những sự việc có thể nói cũng là rất quan trọng. Chắc Hồng Tứ đã để ý biết rằng trong những ngày hôm qua thì phái đoàn của Hạ viện đã chính thức đưa lên Thượng viện một cái thông tin chính thức gọi là luận tội Tổng thống Donald Trump. Dạ đúng. Thì cựu Tổng thống Donald Trump hiện nay đang tập hợp một cái đội ngũ pháp lý đầy đủ, tất cả các luật sư có thể nổi tiếng bên cạnh ông để chuẩn bị cho một cái phiên tòa luận tội của ông tại Thượng viện và có thể diễn ra bắt đầu từ ngày 8 tháng 2. Trong khi đó thì người ta nói rằng ông còn nghi ngờ về vấn đề đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện liệu có đồng tình với tất cả những gì mà hiện nay cái làn sóng dư luận đang bùng nổ lên ở tại Hoa Kỳ, hay là vẫn trung thành với ông trong những cái vấn đề gọi là một lãnh tụ của đảng Cộng hòa. Tất cả những tin tức đưa ra thì cho thấy rằng gần đây người ta nói đến ông đang nghĩ đến một vấn đề lập ra một cái đảng mới có tên là đảng Ái Quốc Patriot. Nhưng hôm qua thì tất cả các tin từ Mar-a-Lago cho biết rằng ông đã bỏ cái vấn đề đó và không nghĩ đến vấn đề này. Và ông chỉ nghĩ đến một cái vấn đề mà có thể nói quý vị cũng có một cái nụ cười, nghĩa là nghĩ đến một vị tổng thống lại nghĩ như vậy. Đó là vấn đề ông nghĩ sẽ làm sao nghĩ đến tất cả những cái người mà đã bỏ phiếu luận tội của ông tại Hạ viện, trong đó gồm có 10 vị dân biểu, sẽ đối xử như thế nào để cho 10 vị này không còn tồn tại ở trong Hạ viện nữa. Và thật sự là khó thể tưởng tượng, vì đến bây giờ thì những người mà tôi nghĩ là những người có thể nói là đứng hàng đầu, lãnh đạo tối cao, là những người quyền lực, thì chắc bao giờ nghĩ đến vấn đề trả thù cá nhân làm gì. Nhưng kính thưa quý vị, đó là chuyện xảy ra ở Mỹ ngày hôm nay. Bây giờ thì trở lại vấn đề sức khỏe của Tổng thống Joe Biden, và ông có giữ lại cái người bác sĩ mà đã từng lo cho Tổng thống Trump hay không? Thưa quý vị, hiện tại thì Tổng thống Joe Biden đã chọn một quan chức khác để thay thế vị trí bác sĩ Tòa Bạch Ốc là Sean Conley, người từng phụ trách điều trị bệnh COVID-19 cho cựu Tổng thống Donald Trump. Một quan chức Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Joe Biden đã chọn tiến sĩ có tên là Kevin O'Connor để thay thế cho tiến sĩ Sean Conley đảm nhiệm vị trí bác sĩ của Tòa Bạch Ốc. Hai cựu Tổng thống trước ông Joe Biden đều giữ lại các bác sĩ trong chính quyền tiền nhiệm, nhưng cũng không có gì gọi là bất thường khi Tổng thống đích danh chọn bác sĩ cho riêng mình. Tiến sĩ O'Connor là người được Tổng thống Biden bổ nhiệm vị trí bác sĩ Tòa Bạch Ốc, từng chăm sóc cho ông khi còn là phó tổng thống. Ông O'Connor cũng là quan chức quân đội nghỉ hưu và từng phục vụ cho Bộ Tư lệnh tác chiến dịch vụ đặc biệt của Ngũ Giác Đài. Thưa quý vị, gần đây thì chúng ta nói đến một trong những cái vấn đề quan trọng, đó là những người của gọi là cái giới chuyển giới. Chắc Hồng Tứ cũng nghĩ rằng phần một số lớn những người chuyển giới họ vẫn là tình nguyện phục vụ trong quân đội, nhưng mà những người này thì không được dưới thời Tổng thống Donald Trump chấp thuận cho phục vụ ở trong quân đội. Thế đến bây giờ ngày hôm qua thì ông tân Tổng thống Joe Biden đã có những cái đạo luật mới như thế nào về những người này?
Đây là một trong những tin vui cho cộng đồng LGBT. Ngày hôm qua, Tổng thống Joe Biden đã đảo ngược lệnh cấm người chuyển giới phục vụ trong quân ngũ của cựu Tổng thống Donald Trump. Và Tổng thống Biden nói rằng, tất cả người dân Hoa Kỳ đủ tiêu chuẩn đều có thể phục vụ trong quân đội. Tổng thống Joe Biden cho biết, những gì tôi đang làm là tạo điều kiện cho tất cả người dân Hoa Kỳ đủ tiêu chuẩn phụng sự đất nước trong bộ quân phục. Người chuyển giới nếu đủ tiêu chuẩn về mọi mặt có thể phục vụ chính phủ trong quân đội Hoa Kỳ. Chính sách mới của Tổng thống Biden được thiết lập theo sắc lệnh hành pháp mà ông ký tại Tòa Bạch Ốc. Đây là hành động mới nhất trong chuỗi sắc lệnh nhằm đảo ngược các chính sách của người tiền nhiệm là cựu Tổng thống Donald Trump. Sắc lệnh này cũng đã khôi phục chính sách của cựu Tổng thống Barack Obama trong những năm trước đây. Kính thưa quý vị, bây giờ thì không còn nghi ngờ gì về vấn đề luận tội cựu Tổng thống Donald Trump. Chắc là quý vị biết trong lịch sử của Hoa Kỳ có 3 vị Tổng thống đã bị luận tội, và gần đây nhất là 2 vị Tổng thống Bill Clinton và cựu Tổng thống Donald Trump. Nhưng đặc biệt là cựu Tổng thống Donald Trump là người đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ bị luận tội 2 lần trong một nhiệm kỳ. Đây là một sự việc và có thể nó đi vào danh sách và đi vào một trong những cái vấn đề mà khó gọi là quên đi cái di sản của Tổng thống Donald Trump. Bây giờ thì chúng ta nói đến vấn đề luận tội nó sẽ đi ra vào những cái diễn biến như thế nào. Chắc quý vị đã biết trong Hạ viện gồm có 9 vị dân biểu đặc trách về vấn đề gọi là công tố viên. Họ là những người đưa ra những cái vấn đề sai trái của cựu Tổng thống Donald Trump. Một trong những cái tội mà họ buộc cho Tổng thống Donald Trump trong cái thời gian diễn ra vào ngày 6 tháng 1 vừa qua, đó là hành động kích động bạo loạn, và sự việc này nó diễn biến như thế nào ở tại Thượng viện. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì Hạ viện Hoa Kỳ đã khởi động quá trình xét xử luận tội cựu Tổng thống Donald Trump lần thứ 2 bằng việc chuyển cáo buộc kích động bạo loạn lên Thượng viện. Chính Hạ nghị sĩ của đảng Dân Chủ đóng vai trò công tố viên đưa điều khoản luận tội cựu Tổng thống Trump đến phòng họp Thượng viện Hoa Kỳ lúc 7 giờ tối ngày hôm qua. Nghị sĩ Dân Chủ, người có tên là Patrick Leahy, làm việc lâu năm nhất tại Thượng viện, cho biết ông sẽ là người chủ tọa, trong khi 100 thượng nghị sĩ sẽ đóng vai trò là bồi thẩm đoàn. Cuộc xét xử có thể quyết định khả năng tái tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump trong tương lai của ông. Và điều khoản luận tội cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump đã kích động bạo loạn, tập trung vào bài phát biểu của ông trước hàng ngàn người ủng hộ trước vụ bạo động diễn ra tại Tòa nhà Quốc hội vào ngày 6 tháng 1. Thượng viện sẽ bắt đầu xét xử cựu Tổng thống Donald Trump từ ngày 8 tháng 2, và ông chỉ có thể bị kết tội nếu như 2/3 số thượng nghị sĩ ủng hộ kết quả này. Tức là ngoài tất cả 50 thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ thì chúng ta sẽ cần phải có thêm 17 thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa đồng ý với kết quả. Kính thưa quý vị, đó là chuyện luận tội của Tổng thống Donald Trump. Bây giờ thì quý vị cùng với Hồng Tứ, vì Hồng Tứ đã trong những ngày qua theo dõi tất cả các tin tức ở tại Mar-a-Lago và để xem Tổng thống Donald Trump đã có những cái hành động tổ chức và kết hợp như thế nào về vấn đề gọi là phòng thủ, defense, gọi là biện hộ cho cái case của ông trong tương lai. Thưa quý vị, về phía cựu Tổng thống Donald Trump thì ông đã tập hợp một đội ngũ pháp lý đầy đủ cho phiên tòa luận tội diễn ra tại Thượng viện vào tháng 2 tới đây. 9 luật sư nổi tiếng của đảng Cộng Hòa, bao gồm có 2 cựu quan chức trong chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump, đã ký một lá thư kêu gọi các thượng nghị sĩ Cộng Hòa xem xét bằng chứng trước khi quyết định cách bỏ phiếu. Đây là một trong những ngụ ý mạnh mẽ rằng nếu bằng chứng dẫn họ đi đến kết quả thì họ không nên chọn đảng phái, mà phải chọn kết quả nào là đúng hay sai. Đó là về việc của cựu Tổng thống Donald Trump. Thế về phía Tổng thống đương nhiệm, ông Joe Biden đã có những phát biểu như thế nào về phiên tòa luận tội này, anh Đoàn Trọng? Cảm ơn Hồng Tứ. Khi Hồng Tứ dẫn đến một trong những cái nhân vật mà được báo chí ngày hôm qua đề cập đến rất nhiều qua cái vấn đề luận tội của Tổng thống, thì việc trước tiên, cái nghị sự luận tội nó sẽ làm ảnh hưởng đến tất cả những cái thời gian và tất cả những cái phương tiện để cho tân Tổng thống có thể kích động một cái sinh hoạt mới cho tân chính phủ hoạt động trong một cái thời điểm khó khăn phải đối diện với Covid-19. Nhưng điều đó Tổng thống Joe Biden đã trả lời với tất cả các giới báo chí, và ông cho rằng phiên tòa luận tội của Tổng thống Donald Trump sau khi nhậm chức cho rằng nó cần phải diễn ra dù có thể ảnh hưởng tới chương trình nghị sự của tôi. Tổng thống Joe Biden hôm 25 tháng 1 đã nhận xét trong một cái cuộc phỏng vấn ngắn ở Tòa Bạch Ốc ở phía Lầu West. Ông thừa nhận rằng phiên luận tội có thể tác động tới chương trình nghị sự và ứng cử viên nội các của ông, nhưng ông cho rằng sẽ còn tệ hơn nếu không có phiên luận tội. Hai cái ý nghĩa có thể nói rằng dù cho cái phiên tòa luận tội này nó làm cho đình trệ tất cả cái công việc trong nội các của chúng tôi, tuy nhiên nếu không có thì nó còn tệ hơn. Hồng Tứ nghĩ sao về cái lời nói đó? Thưa quý vị, về phía ông Joe Biden thì đây là lần đầu tiên mà ông lên tiếng chính thức về cuộc luận tội của cựu Tổng thống Donald Trump. Và ông cũng cho hay rằng ông tin rằng kết quả sẽ khác đi nếu như cựu Tổng thống Donald Trump lãnh đạo quốc gia thêm 6 tháng nữa. Nhưng ông không nghĩ rằng 17 thượng nghị sĩ Cộng hòa sẽ bỏ phiếu kết tội cựu Tổng thống Donald Trump.
Bây giờ thì quý vị cùng với Thế giới Chuyển động của chúng tôi, đặc biệt với Hồng Thứ, theo dõi tất cả những sự kiện mà đây là vấn đề cốt lõi trong cộng đồng người Việt chúng ta cũng quan tâm rất nhiều. Kính thưa quý vị, đó là vấn đề đối diện với Trung Quốc sẽ như thế nào. Mà khi chúng ta nói đến vấn đề đối diện với Trung Quốc thì chúng ta phải nói đến vấn đề thương mại. Hồng Thứ theo dõi tất cả các tin tức gần đây diễn ra từ tờ South China Morning Post cho đến từ Toàn Cầu Thời Báo, rồi đến tờ Washington Post, cũng giống như tờ New York Times. Tất cả đều nói về vấn đề gọi là một cái chính sách ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong tương lai. Có những cái đặc điểm gì trong tương lai thưa Hồng Thứ? Thưa quý vị, gần đây nhất là một trong những bài phân tích của các nhà kinh tế của hãng tin AP thì họ nói rằng cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ không biến mất dưới thời của Tổng thống Joe Biden. Trong bài viết, họ cho biết Tổng thống Biden sẽ không đối đầu với Bắc Kinh ngay lập tức vì ông đang muốn tập trung vào đại dịch COVID-19 cũng như là nền kinh tế của Hoa Kỳ. Nhưng ông có vẻ sẽ gia hạn áp lực về những bất bình thương mại và công nghệ đã khiến cho cựu Tổng thống Donald Trump tăng thuế đối với hàng nhập cảng của Trung Quốc diễn ra vào năm 2017. Thế thì như vậy, trong quá khứ chúng ta đã thấy nhiều cái cuộc đàm phán, nhiều phái đoàn thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã có những cái cơ hội gặp nhau tại Bắc Kinh cũng giống như là tại Washington DC. Thế bây giờ trong tương lai thì ông Joe Biden có lặp lại con đường mà Tổng thống Donald Trump đã đi, có thể nói những cái phái đoàn đàm phán thương thiết với nhau nhưng cuối cuộc lại cũng chẳng đem lại một cái kết quả nào thực tế. Cũng theo bài viết của hãng tin AP cho biết thì các nhà đàm phán có thể giảm trọng tâm vào việc thu hẹp số dư thương mại hàng tỷ đô của Trung Quốc với Hoa Kỳ và thúc đẩy mạnh mẽ hơn để mở cửa nền kinh tế do nhà nước thống trị. Điều này quan trọng hơn về lâu về dài, nhưng dự kiến sẽ không có việc cắt giảm thuế quan đột ngột hoặc là các thay đổi lớn khác. Theo phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc thì bà cũng cho biết rằng Tổng thống Joe Biden đang đánh giá mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc và muốn phối hợp với các bước trong tương lai với các đồng minh. Trong lúc đó thì chúng ta vừa mới đề cập đến vấn đề đơn thuần ở phía Hoa Kỳ và Washington DC. Bây giờ Hồng Tứ đi qua đến một bên gọi là Bắc Kinh và Thượng Hải thì chúng ta sẽ thấy tất cả những sự kiện là Trung Quốc bày tỏ muốn hợp tác và hy vọng với Tổng thống Biden hay là có thể rút ra một bài học từ chính sách sai lầm với Bắc Kinh của người tiền nhiệm. Đây là một trong những sự kiện mà quý vị theo dõi với quý vị mới thấy bà Hoa Xuân Ánh, một trong những phát ngôn của Trung Quốc đã đưa ra, và là ông phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đó là ông Triệu Lập Kiên cho biết vài năm qua chính quyền Trung Quốc đã mắc những sai lầm, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã mắc những sai lầm với chính quyền của Trung Quốc, và những sai lầm chiến lược này vượt qua hành động cư xử với Trung Quốc như đối thủ chiến lược, như thậm chí là mối đe dọa, và theo đó đã tiến hành một loạt hành động sai lầm can thiệp vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc gây tổn hại đó đến với Trung Quốc. Đó là lời tất cả những phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ông Triệu còn nói thêm rằng với tư cách hai siêu cường Trung Quốc và Hoa Kỳ nên cùng nhau duy trì hòa bình thế giới cũng như thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng trên toàn cầu, đồng thời bày tỏ hy vọng Tổng thống tân cử Joe Biden sẽ giúp đưa quan hệ hai nước trở lại bình thường. Đó là một vài nhận xét về phía tất cả những phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cùng chính quyền Trung Quốc qua tờ Hoàn Cầu Thời Báo vừa loan tin ngày hôm qua. Đó là một vài sự kiện mà chúng tôi muốn đề cập đến vấn đề bang giao giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Trung Quốc. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua Thế giới Chuyển động và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Venus Ginseng đang là một tên tuổi được giới thiệu và khuyến khích sử dụng. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Sở dĩ Venus Ginseng có thể mang lại những công dụng tuyệt vời cho sắc đẹp và sức khỏe như vậy là do sự kết hợp của những dưỡng chất tinh túy như glutathione là chất chống oxy hóa của cơ thể giúp chống lại gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa cho làn da và cơ thể khỏe mạnh, tươi trẻ hơn. Tiếp đến là vitamin C và tinh chất hạt nho làm giảm việc sản xuất melanin giúp cho da trắng sáng hơn. Ngoài ra, Venus Ginseng còn có chứa tinh chất collagen và hyaluronic acid giúp làn da khỏe mạnh, tươi mới, đặc biệt là làn da bị ảnh hưởng do mất nước, mệt mỏi, ô nhiễm và tuổi tác. Và cuối cùng là tinh chất hắc sâm 6 tuổi chứa hợp chất saponin là một tinh chất bảo vệ sức khỏe và duy trì tuổi xuân. Và saponin giúp cho thúc đẩy quá trình tái tạo máu và tăng cường oxy, giúp cho mạch máu lưu thông tốt nên có tác dụng làm da căng hồng và tươi sáng. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689, hoặc quý vị cũng có thể order online ở website www.sethomeshopping.com.
Quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình Thế giới chuyển động trong buổi sáng của ngày thứ ba, 26 tháng 1. Vừa rồi là tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề thương mại, vấn đề trao đổi giữa hai quốc gia siêu cường về kinh tế, đó là Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ Hồng Thúy theo dõi tất cả những tin đến từ Moscow cũng giống như đến tại Washington DC về hiện tại ông Vladimir Putin đang đối diện với tất cả những cái phía gọi là phản đối ông tại Moscow ngày hôm nay qua sự trở về của ông Vavani. Thế thì cái đường lối trong tương lai giữa ông Joe Biden và ông Vladimir Putin sẽ như thế nào? Thưa quý vị, hiện tại dựa theo những phân tích của các chuyên gia thì họ thấy rằng Tổng thống Joe Biden vẫn bày tỏ lập trường rất cứng rắn đối với Nga. Mối quan hệ chắc chắn sẽ khác với mối quan hệ giữa Tổng thống Putin với cựu Tổng thống Donald Trump. Bất chấp cách tiếp cận hòa giải này, chính quyền của ông vẫn đưa ra một đường lối cứng rắn để chống lại Moscow, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nước này và các công ty cũng như lãnh đạo doanh nghiệp của Nga về các vấn đề liên quan đến Ukraine, đến cung cấp năng lượng và tấn công những người bất đồng chính kiến. Không giống như những người tiền nhiệm trực tiếp thì Tổng thống Joe Biden không nuôi hy vọng có thể thiết lập lại quan hệ với Nga, mà thay vào đó thì ông chỉ ra rằng ông muốn quản lý những khác biệt về kẻ thù cũ trong chiến tranh lạnh mà không nhất thiết phải giải quyết chúng hoặc cải thiện mối quan hệ này. Và với một chương trình nghị sự trong nước nặng nề và các quyết định thiếu sáng suốt cần thiết về vấn đề Iran cũng như là Trung Quốc, một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga không phải là điều mà ông đang tìm kiếm. Đó là những sự kiện mà Hồng Tứ vừa mới gửi đến quý vị qua đường lối có thể gọi là cứng rắn của Tổng thống Joe Biden đối với tổng vị Tổng thống Vladimir Putin của Nga Show. Nhưng bây giờ thì chúng ta nói đến khi Tổng thống Joe Biden và có thể nói có cơ hội để nói chuyện trực tiếp với ông Putin, thì ông dự sự kiện, ông sẽ dự kiến ông gọi Putin vì vấn đề gọi là liên quan đến vấn đề bắt giữ một trong những nhân vật đối lập có tên là Navalny. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì cuộc nói chuyện này cũng sẽ liên quan đến việc đàn áp cuối tuần nhằm vào những người ủng hộ ông, đưa ra cáo buộc rằng các dịch vụ an ninh Nga đứng sau vụ vi phạm an ninh mạng lớn nhất gần đây và những cáo buộc báo chí mà Nga đã đưa ra, cũng như việc treo tiền thưởng để giết quân lính Hoa Kỳ ở Afghanistan. Kính thưa quý vị, một trong những vấn đề mà chúng ta không thể nào quên được và chúng ta cần phải quan tâm, kính thưa quý vị, đó là Tổng thống Joe Biden phải lưu tâm đến vấn đề xuất của một trong những cái vấn đề gia hạn thêm 5 năm cho Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí giữa Mỹ và Nga và cuối cùng mình sắp hết hạn vào đầu tháng 2. Về phía Tổng thống Joe Biden thì ông đã ra lệnh cho cộng đồng tình báo khởi động các cuộc đánh giá về từng vấn đề này. Theo Tòa Bạch Ốc cho biết, đề xuất của Hoa Kỳ về việc gia hạn hiệp ước có tên là New START sẽ đi kèm với việc xem xét các vấn đề khác. Hôm qua thì Hồng Tứ theo dõi tất cả các tin tức đến từ Florida, nơi đặt bản danh của Tổng thống Donald Trump. Thì bây giờ chúng ta thấy ngày hôm qua tối cao pháp viện đã có một cái hành động trực tiếp đến với tất cả những sự kiện đến từ một vài người bất đồng chính kiến với Tổng thống Donald Trump. Sự kiện đó nó diễn biến có lợi hay là có hại cho cựu Tổng thống Donald Trump? Thưa quý vị, ngày hôm qua thì Tòa án tối cao của Hoa Kỳ đã từ chối xem xét dữ liệu liệu cựu Tổng thống Donald Trump có vi phạm quy định hiến pháp về việc cấm Tổng thống thu lợi từ chính phủ nước ngoài hay không. Tòa án tối cao vào ngày hôm qua 25 tháng 1 đã ra quyết định không xét xử hai đơn kiện, đồng thời chỉ thị các tòa án cấp dưới hủy các quyết định trước đó chống lại cựu Tổng thống Donald Trump vì ông không còn tại nhiệm. Phán quyết được đưa ra mà không có bình luận hoặc bất đồng quan điểm nào. Hai vụ kiện do nhóm công dân vì trách nhiệm và đạo đức ở Washington, tổ chức có tên gọi tắt là CREW, và các tổng chưởng lý ở thủ đô Washington cùng với lại tiểu bang Maryland đệ trình là một phần của nỗ lực pháp lý cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump đã vi phạm điều khoản lương bổng được quy định trong Hiến pháp Hoa Kỳ, bởi ông tiếp tục sở hữu đế chế kinh doanh khi còn đương chức. Ba vụ kiện về điều khoản lương bổng đã được đệ trình chống lại cựu Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ của ông với cáo buộc mạng lưới kinh doanh của gia đình ông cho phép ông chấp nhận các khoản thanh toán vi hiến từ chính phủ nước ngoài, nơi có các nhà ngoại giao lưu trú tại khách sạn Trump, mở ra tầm ảnh hưởng tiềm tàng từ nước ngoài đối với Tổng thống. Cũng vẫn tin đến từ cựu Tổng thống Donald Trump thì Hồng Thức theo dõi tất cả các tin đến từ Florida cho thấy việc bây giờ ông điều hành cái công việc mới của ông như thế nào, vì thời gian đánh góp cũng đã qua đi rồi. Thế thì ông có một cái văn phòng không? Liệu trước tiên ông xử lý cái công việc của ông với tư cách là cựu Tổng thống như thế nào? Và ông thúc đẩy chương trình nghị sự của ông như thế nào, thưa ông Thức? Đây là một tin vui cho những ai ủng hộ cho cựu Tổng thống Donald Trump, vì hiện tại ông đã mở một văn phòng mỗi ngày tại Florida, nơi xử lý công việc của ông với tư cách là cựu Tổng thống và thúc đẩy chương trình nghị sự mà ông từng đưa ra. Theo thông báo mở văn phòng cựu Tổng thống ngày 25 tháng 1 cho biết rằng, văn phòng sẽ chịu trách nhiệm quản lý thư tín, các tuyên bố công khai, những lần xuất hiện cũng như là hoạt động chính thức của cựu Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ và thực hiện chương trình nghị sự của chính quyền Trump thông qua việc vận động, tổ chức và hoạt động công khai. Trụ sở văn phòng đặt gần khu nghỉ dưỡng của ông ngay tại thành phố Palm Beach, tiểu bang Florida, và chi phí hoạt động của văn phòng do cơ quan dịch vụ công tổ chức GSA chi trả, vì chính phủ liên bang cung cấp tài chính cho văn phòng và nhân viên
viên do các cựu tổng thống. Và các cựu tổng thống bao gồm giống như là ông Jimmy Carter, Bill Clinton hay là George W. Bush và kể cả cựu tổng thống Barack Obama cũng được cung cấp nguồn nhân lực sau nhiệm kỳ. Kính thưa quý vị, theo thông thường thì mỗi năm tổng thống có một cái gọi là cái finance report, là cái ngân sách tài chính cho tới $1 triệu để tất cả ông duy trì tất cả những cái văn phòng hoạt động của ông. Và đây cũng là một trong những sự việc mà tất cả các vị cựu tổng thống tiền nhiệm đã diễn ra. Và đồng thời tất cả những vị cựu tổng thống thì luôn luôn lo lắng về vấn đề lập ra một cái thư viện cho họ. Như mà ông Tứ có điều kiện đến Massachusetts, Boston thì thấy thư viện của Tổng thống Kennedy. Chúng ta lên ở vùng Simi Valley thì thấy thư viện của Tổng thống Ronald Reagan. Chúng ta đi lên một chút xíu trên này thì chúng ta thấy thư viện của Richard Nixon. Đó là gọi là cái di sản của mỗi vị Tổng thống. Thì chắc ông Donald Trump cũng theo đi con đường đó. Nhưng bây giờ thì chúng ta nói đến vấn đề. Lẽ dĩ nhiên một nhân vật mà có thể nói là chính trị như Tổng thống Donald Trump thì có thể nói có người thương kẻ nhớ, có người ghét kẻ chê. Nhưng thật sự bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều người có thể nói trung thành và quan tâm đến những cái việc làm của ông. Thậm chí có một vị dân biểu ở tại tiểu bang Florida. Ông nó muốn làm cái điều gì cho Tổng thống Donald Trump vậy? Thưa quý vị, ngay tại tiểu bang Florida thì một vị dân biểu có tên là Anthony Sabatini đã đề nghị đặt tên của cựu Tổng thống Donald Trump cho một đoạn đường cao tốc ở tiểu bang Florida. Hạ nghị sĩ Cộng hòa Anthony Sabatini cho biết vào ngày hôm qua về việc lập đơn kiến nghị và kêu gọi chữ ký ủng hộ và ý tưởng này của ông. Ý kiến đặt tên đường cao tốc để vinh danh các nhà lãnh đạo không phải là một ý kiến mới. Khúc rẽ ở Florida từng đặt tên là cao tốc Ronald Reagan vào cuối những năm 90. Tuy nhiên, ý tưởng của ông được đưa ra trong bối cảnh cựu Tổng thống Donald Trump chỉ mới vừa rời khỏi Tòa Bạch Ốc và rạn nứt vẫn đang nổi lên trong đảng Cộng hòa giữa phe ủng hộ và phản đối cựu Tổng thống Donald Trump. Thưa quý vị, bây giờ thì chương trình của chúng ta sẽ tạm ngừng trong vòng ít phút và Hồng Tứ hy vọng rằng quý vị vẫn sẽ tiếp tục theo dõi. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689. Chuyển động trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta cùng đi đến những thông tin liên quan đến vụ bạo loạn đã diễn ra vào ngày 6 tháng 1 vừa qua. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hiện đang điều tra liệu có quan chức nào liên quan đến nỗ lực không chính đáng nhằm đảo ngược kết quả bầu cử trong năm 2020 hay không. Tổng thanh tra Bộ Tư pháp là Michael Horowitz vào ngày hôm qua đã cho biết cuộc điều tra sẽ nhắm vào các quan chức đương nhiệm và về hưu của bộ, nhưng không mở rộng sang các cơ quan chính phủ khác. Cuộc điều tra được Bộ Tư pháp tiến hành sau khi tờ New York Times đưa tin Jeffrey Clark là cựu trợ lý bộ trưởng từng thảo luận với cựu Tổng thống Donald Trump về kế hoạch loại bỏ quyền bộ trưởng tư pháp, khi đó là ông Jeffrey Rosen. Clark còn được cho là đã nỗ lực thách thức kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020 bằng những tuyên bố sai sự thật rằng đã xảy ra gian lận bầu cử. Lãnh đạo phe đa số Thượng viện, ông Chuck Schumer trước đó cũng đã yêu cầu Tổng thanh tra Horowitz phải khởi động cuộc điều tra về âm mưu nổi loạn này. Ông Schumer cũng đã cáo buộc đây là hành vi vô lương tâm khi một quan chức bộ tư pháp lại âm mưu đảo ngược ý chí của người dân. Kính thưa quý vị, trở lại cộng đồng chung Âu Châu thì một cái tin đến không vui cho tất cả những người dân Ý nói riêng và cộng đồng chung Âu Châu nói chung. Kính thưa quý vị, đó là Thủ tướng Ý, ông Conti sẽ từ chức vào ngày 26 tháng 1, tự nhiên là ngày hôm nay ha. Và trong cái hành động được cho là nhằm xây dựng một chính phủ mới sau nhiều tuần bất ổn chính trị tại Italia. Văn phòng của Thủ tướng Ý vào ngày hôm qua cho biết ông đã triệu tập một cuộc họp nội các vào lúc 9 giờ để thông báo cho các bộ trưởng về việc ông muốn tới văn phòng của Tổng thống để từ chức. Truyền thông dự đoán Thủ tướng Conte sẽ tìm kiếm sự ủy thác và thành lập một chính phủ mới, điều hành đất nước trong bối cảnh Italy đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19, đã khiến cho hơn 85.000 người tử vong và làm tê liệt nền kinh tế của quốc gia này. Thủ tướng cũng đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội vào tuần trước nhưng không bảo đảm được đa số ủng hộ tại Thượng viện, khiến cho chính phủ của ông đang suy yếu. Hành động từ chức của ông được cho là né tránh một cuộc bỏ phiếu quan trọng về việc cải cách tư pháp vào cuối tuần này. Tất cả các tin tức mà Thế giới chuyển động của chúng tôi sáng nay gửi đến quý vị về vấn đề căng thẳng thương mại giữa hai quốc gia Trung Quốc và Hoa Kỳ. Bên cạnh đó thì chúng ta phóng một tầm nhìn xa tất cả những sự kiện đang diễn ra tại Đài Loan cũng giống như tất cả những diễn ra ở tại Biển Đông.
Nhưng có một sự kiện mà chúng ta cũng cần quan tâm đến, đó là cộng đồng chung Âu Châu hiện nay họ đang quan tâm đến tình hình gọi là giấy động ở tại biển gọi là vùng Hoa Nam, trong đó có Nhật Bản. Điển hình nhất hiện nay Cộng hòa Liên bang Đức đang cân nhắc điều một cái tàu hộ vệ tới Nhật Bản, hành động hiếm hoi dường như là chưa bao giờ xảy ra trong cách gọi là tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc. Ông Thomas Silberhorn từ Bộ Quốc phòng Liên bang của Đức đã cho biết rằng chúng tôi dự kiến sẽ ra khơi mùa hè này. Chúng tôi vẫn chưa quyết định về chi tiết nhưng đang cân nhắc điều tàu tới Nhật Bản. Và ông cũng nhấn mạnh kế hoạch này không nhằm vào bất kỳ ai. Chính phủ của Đức vào cuối năm ngoái cũng đã thông qua chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mới và đang xem xét những chính sách dựa theo chiến lược này, bao gồm cách tiếp cận cứng rắn hơn với Trung Quốc. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta trở lại sự kiện giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Có thể nói từ lâu chúng ta đã nói có một cái cuộc chiến lanh lảnh giữa Đông và Tây, và vấn đề bức tường Berlin là một sụp đổ là một trong những kết quả của cuộc chiến tranh lạnh giữa hai khối Đông Tây. Nhưng đến bây giờ thì cuộc chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc liệu có một cái bức tường nào sụp đổ hay là không? Kính thưa quý vị, qua những cái lời tuyên bố của ông chủ tịch Tập Cận Bình thì cho thấy rằng ông có một cái nguy cơ là chiến tranh lạnh mới sẽ diễn ra nếu tất cả các lãnh đạo thế giới không gác lại sự đối đầu khi phát biểu tại diễn đàn kinh tế thế giới. Chủ tịch của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã phát biểu và qua video tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho biết rằng tạo dựng các nhóm nhỏ hoặc khơi mào chiến tranh lạnh mới nhằm bác bỏ, đe dọa hay hăm dọa các quốc gia khác, cố tình áp đặt tách rời tương quan, gián đoạn nguồn cung cấp hay các biện pháp trừng phạt, hoặc là cố tình cô lập sẽ chỉ đẩy thế giới vào chia rẽ, thậm chí là đối đầu. Và đây là một trong những tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Dự báo ông đã đưa ra cảnh báo nguy cơ chiến tranh lạnh với các quốc gia. Kính thưa quý vị, tất cả những hình ảnh của hệ thống truyền hình của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày hôm qua được diễn ra trên các hệ thống truyền hình VTV1, VTV3, VTV5 và VTV6 đều đăng tất cả các buổi gọi là Đại hội Đảng lần thứ 13. Kính thưa quý vị, với sự hiện diện của trên 1.587 cán bộ cao cấp đại diện cho 5 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản đã có thể nói bày tỏ một trong những cái đường lối cứng rắn và muốn phát triển kinh tế cho quốc gia của Việt Nam trong những ngày tới qua cái quang cảnh mà họ có mặt ở tại Hà Nội. Nhưng vấn đề mà một trong những cái sự việc mà chúng ta cũng không thể bỏ lơ khi Đại hội Đảng 13 diễn ra thì kính thưa quý vị, đại hội diễn ra cho đến đầu tháng 12. Nhưng trong lúc đó thì phía Trung Quốc đưa ra những cái tuyên bố họ sẽ có những hoạt động gọi là thao diễn quân sự ở những cái vùng mà trong đó hiện nay vẫn thuộc về chủ quyền của Việt Nam. Vậy thì quân đội Trung Quốc sẽ tổ chức diễn tập ở vùng biển ngoài khơi đảo Lôi Châu vào lúc nào? Thưa quý vị, cuộc diễn tập này sẽ diễn ra ở ngoài khơi bán đảo Lôi Châu phía đông Vịnh Bắc Bộ vào cuối tháng 1 này. Cục Hải sự Trung Quốc thông báo thiết lập khu vực cấm ở vùng biển phía tây nam bán đảo Lôi Châu từ ngày 27 cho đến ngày 30 tháng 1 để phục vụ diễn tập quân sự. Tuy nhiên thì họ vẫn chưa cung cấp chi tiết về thời gian, quy mô và các nội dung huấn luyện trong cuộc diễn tập lần này. Trung Quốc thông báo về đợt diễn tập ngay sau khi Hải quân của Hoa Kỳ điều nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt tới Biển Đông vào ngày 23 tháng 1 để thực hiện chiến dịch tự do hàng hải. Và đợt triển khai này diễn ra chỉ 3 ngày sau khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Việc Hoa Kỳ tiếp tục triển khai nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm tới Biển Đông ngay sau khi Tổng thống Biden nhậm chức được coi là dấu hiệu cho thấy chính quyền mới của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn với Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông cũng như là Đài Loan. Một trong những sự kiện mà chúng ta cũng cần theo dõi đó là ông tân Bộ trưởng Quốc phòng cựu Đại tướng Austin cũng là một trong những người đã đưa ra những cái biện pháp cứng rắn sau khi ông đảm nhiệm chức vụ và được Thượng viện để gọi là chuẩn chi cho ông về vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì ông đã điều đến tất cả hai tàu gọi là hàng không mẫu hạm đến ở trong khu vực gọi là tại Biển Đông. Nhưng bây giờ chúng ta cũng không quên một trong những sự kiện quan trọng đó là vấn đề quân đội của Đài Loan hiện nay đang được triển khai như thế nào. Chắc quý vị đã biết dưới thời của ông Tổng thống Tưởng Giới Thạch thì có thể nói là quân đội của Đài Loan đã được hỗ trợ và có một cái hiệp ước tương trợ an ninh giữa hai Đài Loan và Hoa Kỳ. Nhưng đến bây giờ thì không biết rằng là vấn đề đó nó còn tồn tại trong tương lai hay không. Nhưng cái biên đội tiêm kích của Đài Loan hiện nay đang diễn tập như thế nào? Thưa quý vị, hiện tại thì biên đội tiêm kích của Đài Loan đã diễn tập ứng phó kịch bản chiến tranh sau khi máy bay quân sự Trung Quốc liên tục áp sát hòn đảo này. Và trong những ngày tới đây thì chúng ta sẽ biết thêm về những thông tin về mối quan hệ giữa các quốc gia. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Thế giới chuyển động cũng đã hết thời gian. Hồng Tứ và anh Đoàn Trọng rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay của đài truyền hình SET và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình lần tới.